Thời gian gần đây, lĩnh vực cho vay tiêu dùng đang phát triển mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng dư nợ trên 20% hàng năm. Công ty tài chính Home Credit Việt Nam cũng vừa mới công bố bộ nhận diện mới có chữ O cách điệu thành khuôn mặt cười, thể hiện quan điểm đặt con người làm trọng tâm trong các chương trình cho vay. Đơn vị cũng tối đa hóa sự tiện lợi cho người đi vay như có thể dùng giấy phép lái xe thay cho sổ hộ khẩu để vay vốn, rút gọn thông tin trong hợp đồng vay, tiếp tục phát triển gói vay lãi suất thấp, mở rộng vay 0% với nhóm sản phẩm giáo dục, sức khỏe, y tế.